Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người và nhất là các người anh, người chị, người bác cũng như có thể là các em tuổi Mão. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông tin về tử vi vận hạn của cái tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Phải nói rằng là nếu như đúng thì năm nay là năm tam hợp của năm Hợi Mão Mùi, mình có địa chi tam hợp thì gia đạo tình cảm rất dễ phát triển ở trong cái năm như vậy. Tuy nhiên là có một cái số tuổi, đặc biệt là cái người mà chữ Mão, Quý Mão sinh năm 1963, do là cái chữ Kỷ khắc chữ Quý cho nên vẫn cũng có cái nhiều điều trắc trở ở trong công việc và cuộc sống. Thì vận vào cái tháng 8 âm lịch này, một cái tháng có địa chi là lục xung của với tháng đó là Mão Dậu. Mà lục xung thì như mọi người đã biết đó là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, cho nên là cái trụ mà địa chi mà nó bị lục xung thì thường là sẽ có rầy rà rối rắm ở trong gia đạo, có nhiều chuyện buồn phiền và tình cảm thì có những cái điều không vui vẻ. Thì tất cả những người tuổi Mão thì đều như bị như thế, thì xét xem những cái khác nó như thế nào. Thì đầu tiên hết mình sẽ chọn cái tuổi mà nhiều rủi ro nhất trong các tuổi Mão, đó là người Quý Mão sinh năm 1963. Người Quý Mão thì là với mệnh Kim thì gặp cái tháng mà Quý Dậu á là cùng Kim, cho nên là đồng hành, bổn mạng, sức khỏe tốt, không có vấn đề. Xét về trụ mạng như vậy thì không phải lo lắng về cái bản mệnh của mình. Nhưng hãy nhớ rằng tổng năm mình bị Kim, mình là Kim, mình khắc mộc của năm, cho nên là nó cũng có chút rối rắm. Nhưng mà tháng này là tháng đồng hành cho nên là cái sự rối rắm nó đỡ đần hơn, nhẹ nhàng ha. Thiên can á thì chữ Quý là đồng hành, Quý đồng hành thì công việc không gặp nhiều khó khăn, hanh thông, ngon lành ha. Và địa chi thì như đã nói, Mão Dậu thuộc lục xung cho nên là gia đạo cẩn thận, nhiều buồn phiền, tình cảm không tốt đẹp, đặc biệt là những người con trai gây ra cho các anh các chị. Nếu mà tuổi Quý Mão gặp tháng 8 này thì con cái rất là dễ gây ra chuyện buồn phiền, đặc biệt là con trai ha. Đó là cái tử vi vận hạn tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị Quý Mão. Tiếp đến đó là người Ất Mão sinh năm 1975 với mệnh Đại Khê Thủy. Như vậy thì xét về trụ mệnh so với cái tháng 8 là người Đại Khê Thủy thì là gặp Kim là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe. Mà khi bản mệnh được tương sinh thì như đã nói là phúc tinh và tài tinh, vì thế nó cũng được hưởng lợi, nó phát sáng hơn, nó tạo nhiều cái mạnh mẽ để đẩy lùi cái phá và bại tinh của mình. Thiên can chữ Ất với chữ Quý là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là Ất giáp Ất thuộc mộc, hà nhâm Quý thì thuộc thủy về nạp âm ngũ hành, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là thủy sinh mộc, rất có lợi cho cái việc là công danh tài lộc, coi chừng là có tiền nhưng mà đừng quá mong cầu lớn lao. Địa chi thì cũng giống như Quý Mão, đó là Mão Dậu thuộc nhóm lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau rất là dữ dội, cho nên là gia đạo tình cảm coi chừng có buồn phiền, cẩn thận những cái mối quan hệ trong gia đạo hoặc là tình cảm xã hội đem đến cho mình những cái không đều, không có ok lắm. Rồi tiếp đến đó là người Đinh Mão sinh năm 1987 với mệnh Lô Trung Hỏa. Đây là cái mệnh mình nói mà mấy ông Đinh Mão thì ông nào gần như là có số đỏ đen ha. Nhưng mà Đinh Mão thì nó thật sự mà nói, mà chơi bài mình gọi là hên xui với mấy ông Đinh Mão thì khó thắng mấy ông đó. Tuy nhiên là mấy ông Đinh Mão này cũng lạm dụng quá lắm. Để xem coi Đinh Mão tháng 8 âm lịch nó sẽ ra sao. Đinh Mão với mạng hỏa thì sẽ khắc kim của tháng, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt, sức khỏe có chút vấn đề,
cần để ý nhưng mà không quá lớn. Ví dụ sao đi nữa, đây là một cái năm có thể nói là rất tốt đẹp cho bổn mạng của người Đinh Mão, vì tổng năm là một năm bình địa mộc. À, nạp âm chữ kỷ thì nó là thuộc âm cho nên là thổ vượng. Đối với người tuổi Đinh Mão thì thật sự mà nói là không có sợ nguy nan tới bổn mạng, dù là có cái tháng này nó bị trục trặc của mình khác nó vẫn ok, không sao gì hết. À, thiên can thì không tốt đẹp cho lắm, vì chữ quý của Quý Dậu sẽ khắc chữ đinh, thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ gặp không thuận lợi, lâm vào bế tắc. Cẩn thận với cái tháng này về công việc hao tài, đặc biệt là cẩn thận cái chỗ đông người coi chừng bị lây ha. Đặc biệt là với cái địa chi là lục xung mão dậu thì rõ ràng là cái tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu cũng như tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh lô trung hỏa là cực kỳ không tốt. Vì sao? Vì xét ba trụ mà xét về tử vi là mạng, thiên can, địa chi thì tất cả đều là tương khắc hết. Hỏa thì khắc kim, thiên can quý khắc đinh không tốt cho công việc, địa chi mão dậu là lục xung. Như vậy là người Đinh Mão có thể nói là người xấu nhất trong các tuổi Mão ở trong cái tháng 8 âm lịch, tức là tháng Quý Dậu đó. Rồi tiếp tục đó là người Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh thành đầu thổ. Đây là các em rất là sung mãn ở trong cái thời kỳ còn gọi là đẹp nhất của cuộc đời, chấm 20. Như vậy thì mạng là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng không được tốt, cho nên là cần cẩn thận. Sinh xuất bổn mạng này á, thì nếu mà nói về bổn mạng mà những cái mà xấu á, thì là có thể nó bổn mạng bị tương khắc, tháng khắc bổn mạng, rồi sau đó bổn mạng khắc tháng và tới sinh xuất bổn mạng. Sinh xuất bổn mạng tức là mình bị yếu đi về bổn mạng. Như vậy thì các phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Người Kỷ Mão thì rõ ràng là ở trong năm nay là với cái năm bình địa mộc thì nó khắc mình rồi, mộc khắc mộc khắc thổ rồi. Mấy em nào mà sinh vào những cái ngày mà cực dương thuận dương thì cẩn thận cái việc mà xây xước tay chân, tai nạn, bệnh hoạn nhiều. Đó là người Kỷ Mão năm nay cái số như thế. Rồi gặp cái tháng bị sinh xuất nữa thì bổn mạng mình yếu đi nữa thì chắc chắn rằng sẽ có những cái điều mà cần phải cẩn thận. Thiên can thì chữ kỷ của các em sẽ khắc chữ quý của tháng. Thiên can các tháng công việc nhiều khó khăn chống phá. Đây là các em nhỏ có thể nói là còn đang ở trong cái giai đoạn đi học, cao lắm là đi làm thêm, hoặc là một số em nhỏ thì không có điều kiện đi học thì đi làm. Thì cái thời gian khởi đầu ban đầu mình ngựa non háo đá mà, mình sẽ dễ bị người ta chèn ép, dễ bị người ta sự khó. Đây là tháng nếu như là đúng thì nó sẽ hay có những cái việc như vậy, và mình phải cẩn thận bình tĩnh mà vượt qua nó. Địa chi thì cũng giống như những tuổi Mão khác là thuộc nhóm lục xung với lại tháng, đó là Mão Dậu, thì chắc chắn rằng tình cảm gia đạo sẽ có vấn đề. Gia đạo thì cái tuổi này có thể là nhỏ quá đi, nhưng mà về mặt tình cảm lứa đôi sẽ có giận dỗi với người yêu, hoặc là có buồn phiền với gia đình, bạn bè. Cho nên nhớ cẩn thận ở trong những cái mối quan hệ, những cái đối nhân xử thế của mình. Tháng này nó dễ xảy ra chuyện, cho nên mình chịu khó mình nhịn nhục một chút xíu ha. Rồi cuối cùng đó là người Tân Mão sinh năm 1951 cũng như là các cháu nhỏ 2001. Các cháu nhỏ thì nhỏ quá nên mình không cần phải nói tới, nhưng mình sẽ nói đến cái người Tân Mão sinh năm 1951 với cái mệnh là Tòng Bạch Mộc. Như vậy thì rõ ràng Mộc gặp tháng Kim là Kim khắc Mộc, mạng bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe cực kỳ không tốt, xấu, cần cẩn trọng nhiều điều. Với mình thì vừa bị khắc bổn mạng như thế này cộng với địa chi là lục xung thì mình sẽ khuyên các anh các chị, các bác lớn hơn ba mình nữa mà, thì là các bác là phải cẩn thận cái việc đi xa. Và nếu như anh em nào có ba mẹ tuổi này thì có điều kiện thì tháng này nhớ
phải quan sát, kiểm soát kỹ sức khỏe của cha mẹ mình, chứ không là không tốt đẹp. Thiên can tân quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Người mà sinh năm 1951 đó thì có nên như đã nói là an hưởng tuổi già rồi, không còn phấn đấu gì nhiều, cho nên là có thể nói công việc không phải là vấn đề mà mấu chốt. Tuy nhiên là địa chi với cái Mão Dậu thuộc nhóm lục hợp thì chắc rằng là cha mẹ sẽ có một đôi chút buồn phiền. Các bác người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 chắc là sẽ có buồn phiền, đặc biệt là các bác nữ với cái sao của năm không được tốt. Như vậy là rõ ràng nãy giờ mình chia sẻ tổng hợp những cái thông tin về cái vận hạn tử vi của cái tháng 8, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Mão. Thì đặc biệt mình sẽ phải nói rằng người đinh Mão cẩn thận tất cả nhiều thứ. Sau đó tới Kỷ Mão sinh năm 1999 đỡ hơn một chút ha. Nếu mà xếp mà xui thì mình có thể là hai người đó là đầu, nhưng mà đinh Mão thì phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể là người đinh Mão là người như đã nói ha, thì đã là cái máu me cờ bạc, máu me đỏ đen khó bỏ, nhưng mà mình còn cả đời để chơi, mình còn rất là nhiều năm, còn nhiều tháng ở sau chơi. Tháng này có chơi thì nhẹ nhàng thôi, chứ để mất công lộng là đi bụi. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ, với những cái thống kê của mình dành cho những người tuổi Mão ở trong tháng 8 âm lịch, là một hành trang nhỏ, là một cái thông tin để mọi người biết mà ứng dụng, giúp cái người đinh Mão vượt qua nó cái tháng Quý Dậu một cách nhẹ nhàng, cũng như là cho những cái người tuổi Mão khác được một cái sự may mắn rõ ràng, biết được là mình nên làm cái gì ở trong tháng 8 âm lịch. Mọi người tuổi Mão xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mão khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình, người thân hoặc là bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.